Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn với channel của mình. Mình là Nobita đây. Ok, thì ở cái video ngày hôm nay mình sẽ đi khám phá cái biệt thự trong game Minecraft BA. Và lần trước mình cũng có làm cái video đi khám phá biệt thự rồi. Hôm nay cũng thấy như vậy. Giờ đây là lần đầu tiên mình chơi thử cái map này. Mình tải nó trên Minecraft BA Master các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu video, nhưng mà nếu còn thấy video của mình hay, đừng quên để lại một like, một subscribe nhé. Và chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Rồi, mình sẽ bắt đầu video luôn. Ok, thì nhìn từ ngoài vô thì cũng đẹp. Không, cây có nhiều. Các bạn nào mà có làm map này nọ thì gửi cho mình. Mình sẽ chơi và thử đánh giá xem nó đẹp như thế nào. Ok, thì cái này là cano à. Cái map này chắc người nước ngoài xây các bạn ơi. Rồi. Đúng rồi, cái này là cano các bạn. Đây là ghế của tài xế nè. Đó. Đấy, rồi. Xong. Chào bao của anh Slenderman. Ở đường vô nhà nhìn nó cũng đẹp. Tại vì lót sàn cái này nè, nhìn nó cũng điêu luyện không. Ở đây thì là một cái bàn quần vợt đúng không? Các bạn chơi quần vợt ở đây à? Xem kinh nghiệm của mình đây các bạn. Mình mới ý luôn á. Kinh nghiệm mình là 24.791 à. Cao vãi. Rồi, và ở đây cũng là một cái sân quần vợt. Cái bàn quần quạt hay gì đó. Rồi đây chắc là cái ghế ngồi nè. À, đằng kia là chỗ trồng hoa. Đây là chỗ trồng hoa. Hình như chỗ này không có đường vô sao. Ngoài chỗ đằng kia. Rồi mình sẽ đi đường này để vào. Nhìn nhà thì cũng thoáng đãng. Chỗ này cũng có thể vào nè các bạn. Đây là cửa chính đúng không? Hình như nó mình thấy ở bên đây cũng có cái cửa vào. Biệt thự thì không cần nhiều cửa vào quá đâu. Nó xấu. Rồi mình sẽ đánh giá phần bên đây luôn. Đẹp. Rồi ở đây là một cái chậu hoa. Cái chỗ này làm gì ta? Để mình để dư thừa vô. Đây là chiếc xe hơi. Wow. Cái này build đẹp ghê luôn các bạn. Đây là cái đèn xe nè. Kính xe nè. Rồi và chỗ mà mở cửa xe và bánh xe nữa. Quá dữ luôn đúng không? Xe tải à. Wow. Thì ra chỗ này là cái gara các bạn ơi. Đây là cái gara của biệt thự. Ủa có chỗ để hàng nữa nè. Quá dữ luôn. Ok, và ở trên đó là cái gì ta? Rồi vòng sẽ vào cái ngôi nhà này luôn. Đây là ngoài cửa sau đúng không? Vãi, cũng có đường vào nữa nè. Vậy là ngôi nhà này có 4 hướng để đi vào. Rất là đẹp ha. Nơi này làm kiểu đá cũng nhìn rất là đẹp. Vãi, tuyết còn nhìn đủ mấy con cù ấy. Rồi mình sẽ tham quan ngôi nhà. Ok, thì ở trong này là một cái ghế salon. Bộ ghế salon, một cái bàn và bức tranh được treo sẵn. Nhìn kiểu rất là đẹp. Ok, thì nghĩ đây là nhà bếp. Bếp có dùng. Vãi bếp nghèo quá. Lắc. Ok. Wow, cái phòng để ăn cơm này các bạn. Chúng ta có hỏi ngồi đây. Ok, và như mình nhớ trong cái video thăm biệt thự lần trước. Nhưng mà sao chỗ này để cát ta? Biệt thự lần trước thì mình có nói là miếng hard slab sẽ đẹp hơn là cái miếng ghế. Cái miếng cửa sổ cầu thang vậy đó. Miếng hard slab này nhìn nó sẽ rất là đẹp. Giống cái ghế hơn là cái kia. Thì mình nghĩ cái bàn ăn cơm này thì không cần để mấy cái... không để mấy chậu hoa, tại và chậu hoa đủ rồi.
còn bằng đạp thì ok, nhìn thấy cái mâm quá rồi, và có lẽ mình đã bị lạc rồi. Ok, hình như ở đây là cái phòng gì ta, cái chỗ gì vậy ta, à chỗ lên lầu, à chỗ lên lầu của mày. Ok, lên trên lầu thì lát mình sẽ review sau. Rồi ở đây là shit, phải mình vừa đụng vào cái cửa này. Ok, giờ ở đây để tiếp tục là một cái chỗ nói chuyện giữa các ông khách với nhau. Nhà này cửa trước đúng không ta? Ok thì phải, cái gì nữa vậy? Hỏi thật, đang quay video mà thằng bạn ấy, cái thằng mà bữa trước nói mình là ngủ như heo á, không biết bạn nào có còn nhớ cái thằng hay không. Thì như nó canh hay sao bạn ơi, mỗi lần mình quay video là nó lại nhắn tin. Rồi đây là cái tivi các bạn, cái tivi. Rồi ở đây là cái gì, à nhà vệ sinh. Đây là cái bồn ỉa đúng không? Rồi đây có giấy vệ sinh nữa hả, à chỗ rửa tay. Mình nghĩ là cái bồn ỉa thì nên là để cái bồn này ở đây, rồi đặt cái miếng bật cái bật xuống cái cửa sổ á, đặt ở trên và kế bên là cái công tắc. Và những cái này nè các bạn, sắp nhà anh dạy như cái cuộn giấy vệ sinh là thành nhà vệ sinh rồi. Giờ ở đây thì mình sẽ đi lên lầu nha, thì mình cũng review hết dưới đất rồi đó. Trên lầu nhìn rất đẹp nha. Ô trời, sắp tối rồi, nhìn khung cảnh thật là vi diệu. Ô trên lầu như trồng rất là nhiều cây các bạn, cô chúng ta có chỗ để ngắm cảnh nữa nè. Ba đạo vô lề ha. What, sắp té rồi, sắp té chứ. Rồi ở đây là chỗ để chúng ta có thể ngồi bàn chuyện với đối tác, người trong gia đình, uống cà phê ngắm cảnh á. Ồ chỗ này có thể chúng ta đứng ở đây mà để ngắm cảnh ở ngoài kia. Và ở đây chúng ta có là những quyển sách, những quyển sách ha. Rồi ồ như nó còn một lầu nữa thì phải á. Có điều ở lầu này có thể để lát nữa mình sẽ review, tại vì bây giờ mình chưa review hết cái lầu này. Ồ và ở đây là một sân quần vợt. Wow, đây là một cái sân quần vợt ở trên lầu các bạn, rất là đã hơn. Thì chúng mình đi ngồi trong cái nhà chắc mình lạc luôn á, nó đẹp mà nó rộng nữa, mình không nhớ được vị trí à. Xong hết chơi 2-3 lần mới nhớ nổi, à đúng rồi chỗ này nữa, mình nói là cái gì à, phong cảnh đẹp quá đó. Ok, đây là một cái nơi sách, là nơi cắt sách à. Đây cũng là cái kệ nè. Rồi ô lại là một cái lầu nữa phải. Ôi, mình không đi xuống lầu đâu anh em ơi, mình phải review. Ok thì cái nào ta. Rồi ở đây là bông ỉa, vải ỉa mà để cửa sổ thì người ta thấy cái đầu mình rồi. Cái này chắc là bồn tắm các bạn ơi, bồn tắm ở đây nè. Đấy, rồi tiếp tục đi. Ồ cái này có thể nhìn từ dưới ngắm lên. Và cái nhà kiểu này mình thấy không được các bạn ơi, đi kính như vậy thì thằng nào xa xa nó nhìn vô đây nó thấy hết đúng không. Rồi hình như giờ mình chưa đi hết cái nhà thì phải luôn á, mình như mình đi thiếu thì phải đúng không các bạn. Rồi ở đây là cái nhà bếp trên lầu, là cái chỗ để ngồi làm việc. Ồ ghế oxygen. Rồi mình sẽ đi lên lầu nha, lầu ở đây đúng không, chỗ này nè. Rồi sao mình lên đây anh em? Ô mình tưởng cho lên lầu vãi là đằng kia mới đúng. Đằng này nè, rồi mình sẽ đi lên lầu nha. Thì như mình còn thiếu một cái lầu mình chưa lên đó. Ô đây là phòng ngủ à. Ô hồ bơi chùm theo mình. Hiện tại thì cái map này nó đã mặc định là không cho bật cái
Mặt rugby 1.3 nên mình không thể nào bơi được trong này. Rất tiếc. Đây là gì đó? Một kinh nghiệm mình nhiều ghê các bạn. Ôi. Từ sáng đi cho nó dễ tham quan hơn. Đó, nhìn rất là phi diệu. Ok thì ở đây là mở đi vào xoa xem. Ô, đây là một cái nóc nhà này các bạn. Nóc nhà của căn biệt thự nha. Rất là vi diệu luôn. Rồi, nhảy qua. Nhảy lên. Không được. Mình sẽ đi vào nhà. Ok, bên đây có lẽ là một cái giường. Ô, cũng là một cái nơi thực hiện tiệc nướng ngoài trời như à không. Nơi hội tụ ngoài trời chứ không phải tiệc nướng. Rồi, và mình sẽ tiếp tục. Còn cái này là gì? Ô, có hai đường lên lầu lên nè các bạn. Đây là phòng ngủ đúng không? Các bạn có thể nhìn cái chuyện những cái kiểu bio như vậy mà học hỏi cho map của các bạn. Cây chắc là trên lầu này hết rồi. Mình nhớ là lúc nãy mình có thấy một cái lầu ở đâu rồi phải. Đúng không ta? Cái lầu vẫn còn những cái chỗ cũ thôi. Nên mình tìm cái lầu mà hồi nãy mình đã thấy nè. Mình nhớ là mình có thấy cái lầu. Nhưng mà nó nằm ở đâu thì mình không nhớ rõ nữa. Vậy mình nhớ là cái lầu mà ta. Có một cái nơi chúng ta có thể đi lên lầu. Có thể cái đó sẽ thay riêng biệt. Nó ở đâu vậy ta? Mình chắc còn nhớ nhầm đó các bạn ơi. Ok. Và các bạn có thể nhìn những cái kiến trúc này và học hỏi cho nó của các bạn. Cái kiến trúc này nhìn cũng rất là đẹp. Nhưng mà mình tham quan cái map này thì đánh giá nó là 9 điểm. Chắc vậy đi, mình thấy bạn biết rồi đó. Cái map này đi vòng vo tam mốt quá. Nó phải đi thật sự là cái đường nó không nên vòng vo nhiều quá, nhìn dễ bị nhầm. Với lại thêm một cái nữa là mục tiêu rồi. Cái gì ta? Đó là cái gì mình nên nói là mục tiêu rồi. Đúng rồi. Cái này nó để hoa nhiều quá trong nhà thì sẽ không đẹp cho lắm. Với lại đất cát trong nhà nhiều quá các bạn. Quá nhiều đất cát. Nên nó sẽ rất là xấu cho căn nhà của chúng ta. Bạn thấy đó. Để đất cát nhiều quá thì nó sẽ xấu. Với lại nhìn kiểu nhà này nhìn nó giống như cái máy bay hơn đó. Không, giống như cái sân bay mới đúng. Có đồ vạc vạc ra. Rất là đó. Rồi những phần đẹp thì nãy giờ mình đã cũng nói rồi. Nhìn nó cũng rất là đẹp. Nhìn kiểu xây cái này cũng cực build. Nếu mà mình build được cái kiến trúc thì chắc cũng phải mất 4-5 ngày mới được. Thì thôi, mình chỉ nói vậy thôi chứ thật sự mình xây cũng được nhà như người ta đâu. Người ta xây được rồi. Nhưng mình chỉ đánh giá riêng thôi. Ok thì cái video của mình đến đây xin được phép kết thúc. Nếu như các bạn thích cái video này, nhớ đi là cho một like, một subscribe, chia sẻ video để ủng hộ cho mình và bình luận về cái video này nha. Và bình luận về cái video sau như là thử thách này nọ thì mình sẽ biết. Hay là các bạn muốn mình chơi map hoặc review map thì bất cứ bình luận thì mình có thể đọc và xem xét. Rồi, giờ bây giờ thì bye bye các bạn nha. Chúc bạn một ngày khoan. Bữa nay mấy rồi mất tiêu rồi. À ngày 30 tháng 3. Vui vẻ nha. Mà riêng cái chiếc Canon này thì mình đánh giá là 10 điểm rồi đó. Nó quá đẹp.
Mình sẽ thử bóc cua. Bóc cua. Rồi lên. Nhìn cái kiểu cano này nhìn rất là đẹp nha. Rồi. Cái cano này mình chấm 1 điểm. Thôi mình cho cái nhà nó 10 điểm cho rồi đi. Ok mà. Bye các bạn nha. Cái cano đẹp ghê. Bữa nào mình phải làm cái này trong map của mình mới được. Bye các bạn.